Xin chào các bác, chào mừng các bác đã trở lại với trang tín của ngày xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em, hãy nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi qua tin nhắn thông báo rằng em vừa lên video. Vì ngày nào, hàng ngày là cái video. Để tránh mất thời gian, em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay em có một cái kính đó là Anga đòn gánh bọc vàng của Anh Quốc, được sản xuất giai đoạn lập thập niên 1950. Thì kính thì nguyên zin toàn bộ rồi, mà độ mới thì khoảng 90%. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 091 65 66 826, thì cũng là số Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi vào cái phương tiện là bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa. Cái phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí về phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Đây là dòng Anga đành đoàn gánh bọc vàng Anh Quốc xưa. Dòng này thì các hoàng gia Anh rất hay dùng. Đấy, rất là mới, rất đẹp nhá. Những cái dòng này thì thông thường trước đây em có so sánh với các dòng Solex đoàn gánh, thì hãng Solex ra và các hãng này ra làm theo thì cái hãng này nó rẻ hơn so với hãng Solex. Hãng Solex đoàn gánh rất là đắt. Đó. Giá cái này là 8 triệu đồng nhá, hay gọi 8.000k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm. Bây giờ đi ở cầu giữa thì nó có Anga 20 microm tương đương 1/10 12k GF. Càng phải nó có chiếc Anga 1/10 12k GF. Mọi thông tin chi tiết về kính luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo số điện thoại Zalo, địa chỉ lâu năm rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết. Đây, càng phải. Tiếp theo là càng trái là frame Mario Sling. Bác mua đâu, bác mua, bác nên lựa chọn nơi mua bán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội như Sài Gòn. Em và một số anh em là chơi đồ cổ và mua bán đồ cổ là hai mấy năm và ba mấy năm, có cái thương hiệu uy tín rồi thì rất là yên tâm về mặt giá cả và chất lượng sản phẩm, và thứ hai là được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Còn tránh tình trạng các bác mua ở chỗ cái nơi mà địa chỉ nó không rõ ràng, địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung, mua bán thì hẹn chỗ này chỗ nọ chỗ kia rồi không hẹn được, hẹn cà phê không anh ở đâu mang qua xem bưng mua thôi. Rất nhiều các bác đã bị dính vào những cái chiêu trò đấy vì dính vào đồ dở, bao gồm kính bút, những đồng hồ bật lửa, rất nhiều bác bị dính. Đặc biệt là về quần áo hàng hiệu, nhiều bác bị dính trong vấn đề như thế. Em cũng chứng kiến một số anh em bị trong cái tình trạng là khi những đối tượng đó họ bán qua gian hàng ảo, những cái trang thương mại điện tử, bán qua app và bán qua trang mạng xã hội, mỗi số điện thoại, thậm chí là không số điện thoại, không địa chỉ, mua bán thì qua cái app của phần mềm đó thôi. Chính vì đó là nó sẽ ship tận nơi. Khi xích tận nơi các bác sướng quá thì được coi như định nằm ở nhà, coi như nằm điều hòa mát sướng rồi mang tận nơi thế thôi, toàn bị dính vào đồ giả đồ nhái, rất nhiều bác đó điều rất đáng tiếc. Em chỉ khuyến cáo là mua bán bất kỳ đồ cổ đồ xưa hàng hiệu, mục sở thị tại nhà, có làm sao có để em vạn được, đó là kinh nghiệm mua bán của em trong nước ngoài nước. Em còn nhớ rất rõ là cách đây khoảng 20 năm về trước mà em khi em ra nước ngoài, mà lúc đó là em cũng phải tìm đến một số những cái cao nhân mà gọi là chưa được mua bán đồ cổ rất nhiều tuổi rồi, trong ba cái hồ đấy tầm khoảng 6-70, bây giờ cũng phải tầm 8-90 rồi, nó tính gần 20 năm về trước rồi đấy. Nhưng còn không mua những cái thứ hai nữa là ngay cả khi các bác truyền cho con cháu thì con cháu của nó rất là kinh nghiệm, nó rất là kinh nghiệm luôn. Có người tuổi rất là trẻ, hai mấy, ba mấy, bốn mấy thôi, nhưng mà thời điểm với em gặp phải nói là bây giờ thì các anh ấy là rơi tầm khoảng cũng phải là 50-60 rồi đấy, nó còn tầm 50-60 rồi. Đấy, thì là thời điểm đấy mà khi mà em gặp người ta rất là kinh nghiệm, mặc dù còn tuổi rất là trẻ, chỉ ngoài 30, ngoài 40 thôi, nhưng mà rất là kinh nghiệm về đồ. Đấy là thứ nhất là thừa hưởng được cái di sản của những bậc tiền bối để lại, cho nên là có những cao nhân họ truyền lại, cho nên là rất là kinh nghiệm. Chứ còn mua bán ở những cái địa chỉ mà nó không rõ ràng mà thay đổi địa chỉ liên văn tục thì tốt nhất là không nên mua bán. Thứ hai mà không có địa chỉ, thứ ba mỗi một số điện thoại không, đấy là toàn xin khuyến mại xin giá. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm thôi, chứ không lấy lúc tại đời ai cả. Đấy, vì một số bác cũng thắc mắc tại sao kênh của chú triển khai hơn 5 năm mà có 1.700 đăng ký kênh theo dõi. Thì em cũng là chia sẻ rất thật luôn là em mua bán, chia sẻ bằng thật, rất là rõ ràng. Thứ nhất là làm một cách khúc xạ tự nhiên hương, không công live view, không công live view mà không thuê một đơn vị nào quảng cáo marketing sale. Một số kênh khác nhá, chỉ 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm thôi, 15, 16, 17.000 đăng ký kênh theo dõi rồi đấy. Bởi vì thêm đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để đăng ký kênh theo dõi link kênh một cách chóng mặt
nhưng không có địa chỉ, và có địa chỉ chỉ là địa chỉ chung chung lung tung đấy, và rất nhiều bác bị dính. Đây là An Ga Đòn Gánh nhé, và có giá là 8 triệu đồng hay gọi là 8.000k. Về hình thức buôn bán hay về thời gian bán hàng, các em luôn luôn ghi rõ rõ ràng bên giấy video đấy, kèm thông tin thông số điện thoại, địa chỉ lâu năm. Về hình thức, về thời gian bán hàng là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, hay 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất quán bị hàng và em đi giao lưu đồ cổ xưa. Đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Các bác nhớ là điện thoại trước, em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trần Trinh, đống Đa, Hà Nội, và lắng nghe thấu hiểu những gì bác nói, tư vấn cố vấn cho bác chơi muốn đổ cổ đồ xưa gì hợp tình hợp lý hợp lý hợp đồng vô. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà các bác nhận được, giá 8 triệu đồng hay gọi 8.000k. Phiên ngày nay đến kết thúc, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở phiên sau. Một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm dành thời gian xem cái video của em vừa dài vừa thô. Bác nào yêu quý thích kênh kính cổ xưa thì em có thể nhấn nút đăng ký kênh và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi rất nhanh qua tin nhắn cho bác YouTube rằng em vừa lên video. Vào một ngày đẹp trời nào đó thì em sẽ có một buổi chia sẻ rất là lâu về vấn đề đa cấp đồng tiền ảo và vấn đề sàn vàng ảo, cũng như là hack tài khoản, hack dữ liệu để các bác cũng như anh em người nhà nắm được để phòng tránh và tránh xa những cạm bẫy, những cạm dỗ của những cái sân chơi đa cấp. Xin chào tất cả các bác.